Có ông đặt chân đúng không anh đó nè. Thì trước khi mà nói về vấn đề này chúng ta thì có một số anh chị em ở đây là cũng đã biết là giá gái là nói về ai rồi, nhưng mà chắc số đông thì mọi người vẫn chưa có biết được là giá gái là ai. Thì em cũng giới thiệu là giá gái là anh vũ sư nào bên Mỹ mà đó. Thì ảnh ảnh tự nhận ảnh là trước đây là ảnh là con của tỉnh trưởng Phan Rang đúng không ta? Tỉnh trưởng, con của tỉnh trưởng Phan Rang, Đúng đó. Thì em con của chủ tịch hội đồng. chủ tịch ở Phan Rang hay là Ninh Thuận ta? Tỉnh trưởng Ninh Thuận đó. Phan thì Rang thì thì ngày đấy nó là Ninh Thuận, bây giờ cũng vẫn đó là thì Ninh Thuận. sau một thời gian mà học tập rồi cố gắng rèn luyện thì anh ấy vào Sài Gòn. Người 18 tuổi anh ấy theo lời anh ấy nói là anh ấy thi đại học, nhưng mà vì không có cái đoàn viên nên là không có được thi đại học. Cái đó là theo anh ấy nói nha. Rồi sau đó anh ấy có đi làm quản lý ở trong các quán bar ở thành phố. Thì anh ấy cũng lại nói là cái quán bar là do nhà nước quản lý. Rồi anh ấy có dắt cho các cô gái nào đó thì lấy môi giới 100 đô một người. Rồi xong rồi giờ anh ấy đang ở bên Mỹ. Nhưng mà anh ấy ở bên Mỹ chắc cũng hôm trước anh ấy nói mười mấy năm hay bao nhiêu năm rồi. Anh lưu lại nhớ không? Anh ấy đi thấy bảo năm từ năm 2000 sao mà năm nay 17 18 năm À, gì em rồi. nhớ rồi, ông nói ông đi 206, 12 năm. 12 năm. Lúc đầu là nói 202, xong rồi em trừ ra, lúc đầu rồi nói 206, 12 năm, em trừ ra là 12 năm. Xong cái ông mới nói ông đi sớm hơn nữa, ông đi từ 202 là trừ ra thành 16 năm nữa, nhưng mà vẫn chưa có quốc tịch Mỹ. Đó thì hôm nay thì sau khi mà chém gió đủ các kiểu ABCD thì bị thằng Duy Nguyễn nó đá cho một phát, thế là đi về tự lập một cái phần mềm bước bước chân Việt gì đó. Em nói trước luôn mọi người là em lên đây không phải là để em chia sẻ với mọi người qua đó coi đâu nha, bởi vì cái trang đó của thằng đó là nó mở lên nó hay vô các cái comment của anh chị em, nó kích anh chị em là ngon thì qua đây để mà tranh luận với tao, nhưng thật ra không phải, nó kiếm người vô xem để nó kiếm tiền thôi. Cái trang nó là trang truyền thông để nó kiếm tiền thôi, chứ không có phải là nó muốn tranh luận gì đâu, nên là mọi người cũng không có cần tò mò mà vào xem. Thì hôm nay em có qua và em coi được thì nó có một số khách mời giống như thằng cha, em kêu thằng đi chứ em nói thật là ba que với vũ cụ em kêu bằng thằng hết à, già trẻ lớn bé em kêu bằng thằng chứ em không có kêu đúng anh hay gì đó. Nhưng mà có những người nói chuyện rất đàng hoàng, ví dụ như anh Iwi thì em vẫn kêu bằng anh. Thì ở trong đó thì Hồng Lân hôm nay có đưa ra cái đề tài nói về kêu gọi biểu tình ngày 2 tháng 9. Thì hôm nay thì em đem lên đây để phân tích mổ xẻ những cái câu anh ấy nói. Anh ấy trong đó có đặc biệt có một cái câu anh ấy nói là bà con biểu tình ôn hòa nhưng mà cũng phải trang bị cho bà con thêm thêm xăng với lại vũ khí. Như vậy thì thế nào gọi là ôn hòa, em chưa Chơi hiểu rõ nhây lắm cái chữ cỡ, ôn hòa. chơi cái kiểu gì nhây chứ, biểu tình ôn hòa nhưng vẫn phải để vẫn phải phủ vũ khí. Ôn hòa nhưng mà trang bị vũ khí. Rồi, chị Thắng Nhiên vô xem rồi, chị Thắng Nhiên vô xem, chị phải chia lên các diễn đàn cho tụi em ở nhà. Đó thì Nhiên được. bây giờ anh ấy kêu gọi biểu tình ngày 2 tháng 9 ở các đại sứ quán. Em hỏi là biểu tình giờ chưa nói mục đích là gì, nhưng biểu tình đại sứ quán là biểu tình cái gì vậy anh Luli? Anh hiểu chỗ này không? Thứ nhất mà nói là bây giờ thì theo thông lệ quốc Chào mọi người. tế đấy, chúng ta lại phải nói đến từ thông lệ quốc tế Ừ. đấy, đấy là khi mà chúng ta có bất cứ điều gì bức xúc với những cái nước mà nước ngoài Ừ. thì chúng ta mới đến biểu tình tại đại sứ quán người ta. Ừ. Còn không biết là anh ta có cái hoặc là người dân Việt Nam có bức xúc với lại các cái đại sứ quán gì của thế giới hay không mà đi đâu ra biểu tình là tại đại sứ quán của thế giới. Cái đấy Em thì thấy thằng anh cha không hiểu sim thấy được. sim á là kêu là biểu tình ở đại sứ quán Mỹ với đại sứ quán Đức. Tức Vậy là là họ đang chống hai. Mỹ hay là chống Đức? Ừ thì em không hiểu Đấy. là tại sao là họ lại chống Mỹ hay chống Đức mà họ lại muốn biểu tình ở đó. Về Đó là nguyên cái tắc nhất. mà nói này, về nguyên tắc mà nói là ví dụ như người Việt Nam mà có bức xúc với một nước nào đó, ví dụ như bức xúc với Trung Quốc hay bức xúc với lại Mỹ, bức xúc với đấy thì chúng ta đến đại sứ quán, đấy là một điều Không. rất là đàng hoàng. Và tất cả các nước trên thế giới họ cũng làm một điều như thế. Chứ còn bây giờ ngày mùng 2/9 này biểu tình lý do gì mà biểu tình ở Mỹ ở đại sứ quán Mỹ với lại biểu tình ở đại sứ quán của Đức?
biểu tình chắc em nghĩ là nói là đến biểu tình ở đại sứ quán Đức với Mỹ là nói là hôm nay ngày Quốc khánh Việt Nam mà nó tổ chức, nói vậy đó hay gì Một đó. cái lý do thứ nhất mà nói Ví là, dụ thứ vậy. nhất là chúng ta phải nói lên là, thứ nhất là gì, biểu tình là phải có một cái lý do, nhưng mà từ trong cái lý do này đã không có rồi. Thứ hai, biểu tình phải để cho người ta nghe, nhưng cái ngày mùng 2 tháng 9 này nó lại là ngày nghỉ, biểu tình cho chó nghe à? Các ông đại sứ thì bây giờ đang đi dự tiệc chứ có ở trong đại sứ quán đấy đâu, đúng không? Thường thường ví dụ như là khi mà nhà nước tổ chức quốc khánh chẳng hạn thì thế nào cũng mời một vài, mời đại sứ quán này đại sứ quán kia đến, gọi là cái khu vực nào đó để chúng ta cùng tổ chức ăn mừng rồi kỷ niệm rồi ngoại giao với nhau, đúng không? Tạo cái mối đoàn kết. Các ông đến đấy, đến cái nhà người ta khóa cửa, ông biểu tình cái gì? Cho nên cái ý tưởng nó lại là có vấn đề. Biểu tình toàn biểu tình ngày nghỉ, biểu tình về biểu tình vào ngày làm việc thì người ta mới ngóng được, chứ ai đi biểu tình vào ngày nghỉ. Thì giờ người ta muốn biểu tình, nhưng mà biểu tình thì cũng xoay quanh cái vấn đề là ổng đọc ra, ổng nói là bốn vấn đề, nhưng mà ổng chỉ đưa ra ba vấn đề thôi, rồi lại là cái chuyện mà chấm dứt lực đặc khu hả, rồi xong cái lúc sau thì nói nghe thấy vướng vướng rồi, nên là đổi không có chấm dứt lực đặc khu nữa, đổi là lực an ninh mạng. Rồi thứ hai là đòi quyền dân chủ, mà đòi quyền dân chủ nam là em sao em cũng không hiểu đó. Rồi cái thứ ba là trả tự do cho các anh em dân chủ, cái này mới mắc cười nè. Trả tự do cho anh em dân chủ, giờ không lẽ giờ tôi đi có ông Sim Thái Sim gì đó ông cũng kêu vậy, không lẽ giờ ông kêu trả tự do cho anh em dân chủ, tôi ra tôi giết vợ giết giết bố ổng xong cái tôi bị giam, xong cái giờ nhà tôi kêu trả tự do cho tôi được không, vi phạm pháp luật mà bây giờ nói chuyện giống như diễn chơi vậy, mà muốn làm gì làm hả. Chúng nó là cha của thiên hạ. Đất nước nào nó cũng có pháp luật hết. Ông nội kia, ông nội xin thấy sim bàn bàn ra bàn vô hay lắm, kêu đi biểu tình đó là hồi trước đi biểu tình bị bắt một lần rồi xong rồi công an cũng vô nói chuyện rồi cũng kêu là anh muốn biểu tình đúng không, thì để cho anh cái một cái khu vực cho anh biểu tình ở công viên đó, thì cho anh biểu tình, anh muốn biểu tình muốn làm gì làm đi, thì nó không chịu, nó kêu biểu tình là phải xuống đường diễu hành. Ok anh muốn diễu hành thì được rồi đó, không chứ anh em mình đã nói về cái vụ biểu tình rồi, giữ tình xuống đường, anh đi trên lề đường cũng anh đi phần đường với anh chứ người đi bộ đó, anh đi đi Đúng rồi, anh phải lưu thông chứ không có chứ chuyện anh anh đừng có tụ tập đứng đông mà người gây gây anh ách tắc. cắn ngay cái đoạn đường của người ta đang lưu thông ở trên đoạn đường xe máy đi, mà anh cứ ngồi anh ý kiến rồi sao cũng em bắt này nọ. Mà chúng ta Và cũng quan phải, trọng chúng ta phải ừ? nói nguyên tắc này về cái gì nó có công dụng của nó. Công Nhưng viên mà là để vui chơi, đường là để đi, chứ không phải đường là để xuống đường biểu tình. Đấy, và nguyên tắc nó là như thế. Còn nên nhớ một điều là chúng nó vẫn có cái luận điệu như này, nó bảo thế ngày xưa cộng sản cũng biểu tình nên tại sao bây giờ cấm biểu tình. Phải lên nhớ một điều, thứ nhất là biểu tình ai, biểu tình chống thực dân, chống đế quốc thì hoàn toàn ok. Thứ hai nữa, biểu tình dưới sự lãnh đạo của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của đảng, và sau khi nhà nước Việt Nam thành lập không có một cuộc biểu tình nào nữa diễn ra. Đấy là nguyên tắc. Các Rồi, bạn có thể thấy cậu chưa xong hả? Nói đi vậy. thôi nói đi, nói anh À, ơi này, em tưởng anh nói xong rồi. đây là anh nói này, chúng ta phải lên nhớ rằng khi sau cái quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, trên khắp đất nước Việt Nam, trên khắp những cái khu vực nhà nước Việt Nam quản lý không có một cuộc biểu tình nào. Chúng ta phải nhìn nhận rõ chứ, sau này đừng có nói là cộng sản cũng biểu tình. Biểu tình cộng sản biểu tình là biểu tình thực dân Pháp, biểu tình tay sai, chứ không biểu tình một nhà nước có chủ quyền được gọi là được quốc tế công nhận. Phải hiểu một điều như vậy. Đó thì Đấy, em chia sẻ đi. tại vì hôm qua là em cũng có lên cái diễn đàn em nói, nhưng mà tại vì hôm qua vắng người quá, chủ yếu là em qua bên Tân Thái thôi, với thằng còn cái thằng thằng ngu Hùng Lưng với cái đám ngồi chung với nó vô nói chung 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 thì em đâu quan tâm đâu. Em chủ yếu hôm qua ngồi qua nhà Tân Thái em coi, thì Tân Thái có mời một cái vị khách mời lên, à quên nữa, hồi nãy bên diễn đàn Hùng Lưng có một ông bày ra cái trò là chia ra làm hai lực lượng. Lực lượng thứ nhất là người dân biểu tình ôn hòa, đồng bào, người ta gọi đồng bào đó. Hôm trước chú Hoàng chú nói là đừng có gọi tụi tao là đồng bào, tụi tao đâu có coi tụi bay đồng bào đâu, tụi bay nhận mưa nhận vơ. Nó là đồng bào, là một đồng bào, số đồng bào đi xuống biểu tình ôn hòa, còn một nhóm nữa là có trang bị vũ khí đứng trên lề đường để mà sẵn sàng hỗ trợ khi mà
đồng bào bị đàn áp, là nói luôn cho mọi người nghe là từ trước đến nay ở Việt Nam mà ví dụ như bà con có biểu tình là có chứ mình không có, nhưng mà biểu tình làm ách tắc giao thông vậy á, lực lượng công an người ta cũng chẳng đàn áp gì, người ta chỉ là nhắc nhở bà con đi về tránh gây những cái ùn tắc, nghe lời người xấu xúi giục này nọ thôi, chứ cũng chưa có làm cái gì Để mà anh giải, anh đàn sẽ áp á. chặn ngay cái luận điệu của chúng nó này. Thứ nhất đấy, Ừ. trên thế giới không có một bất cứ một đất nước nào cho phép người dân mang vũ khí ra đường. Có Mỹ đó, Mỹ Mỹ nó phải nó để vũ khí đấy, là phải để trong xe, không được cầm trong người, cho, đâu có được cứ cầm trong trong người đâu người, em. một số tiểu bang được cho phép cầm súng ra cầm trong người luôn, nhưng mà cái đó là Anh nó quy bảo định ở từng tiểu bang kể á cả chứ không phải là. anh nói này, ngay ở đất Hàn này này, khi anh cầm cái con dao ra đường ấy, anh phải bọc vào giấy báo và để trong túi đồng hoàng đấy, là đi mua con dao ở chợ về đấy, chứ không có cái kiểu như cầm dao phay mà đi sang nhà hàng xóm mượn con dao đi nông ở đường như người Việt Nam đâu. Chính xác. Ở bên Ở này nhá, bạn đi mua con dao từ chợ về, bạn phải cuộn giấy ồ, bóng khoan khoan để khoan rất là người, như người Việt Nam hả, em nói cho anh nghe nha, công an Việt Nam á, hình sự á, mà hả thấy anh là giống như nghi ngờ anh chẳng hạn đúng không, mà trong hộp xe anh đã kiểm tra, khi mà kiểm tra trong hộp xe anh mà có vũ khí á, là anh cũng ăn án chứ không phải không đâu, chẳng hạn như tức là là trong gì, hộp tức xe anh là có cái tàng cây trữ mã vũ thôi là khí anh trái ăn án phép rồi là đã bị 3 xử năm. phạt tù 3 tháng đến 3 năm rồi, không cần phải nói nhiều. Ừ. Cho nên cái chiêu thức của bọn chúng bảo là trang bị vũ khí cho anh em đứng trên biểu tình là vô tình các anh đã vi phạm pháp luật một cách trắng Không trợn, lúc đấy người ta phải, đàn áp, người ta bắt vậy là bớ anh không anh hiểu còn ý chịu của mấy đây. anh đó rồi, mấy anh nó đang kiếm thêm anh em dân chủ vô trong đó ngồi để mấy anh gào, anh hiểu không? Đúng không, bây giờ không ai ngồi trong tù hết thì lấy gì mà gào, phải có người ngồi trong tù thì nó mới có cơ hội để nó gào chứ. Thì đấy, mình cứ nói ra đi, ai thích vào tù để cho chúng nó gào thì cứ việc làm theo lời của chúng. Đó rồi, xong rồi em nói về bên chị ông Tân Thái thì có ông là nói về cái mặt kêu gọi là bây giờ mà muốn mà lật đổ chính quyền Việt Nam á là phải nắm được quân đội. Để em nói trước cái chuyện này, cho cái này em rành lại nói cho nghe. Nắm được quân đội rồi nắm được các cơ sở về điện nước. Đó, nói vậy đó. Rồi nhắc đến ông thiếu tướng Trương Văn Long nữa. Anh biết ông đó mà Ừ, phải không? biết. Nhắc đến thiếu tướng Trương Văn Long nữa, nói ông Trương Văn Long là bị đuổi việc nên bây giờ ông Long đang rất là bất mãn, rồi cái gì là muốn cũng là muốn quay lại chống chính quyền tùm lum la, thật ra làm gì có chuyện đó. Bọn chúng thì nghe bọn chúng thì chắc là Hoài Nhân cũng chết từ lâu rồi, và gọi là Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng là đều bị bắt hết rồi, Nguyễn Tấn Dũng đã vào tù, cho nên là cái chuyện chúng nó nói thì nhiều lắm nhưng mà chưa có chuyện nào thành sự thật cả. Ông Trương Văn Long vốn dĩ là ngày xưa là ổng là giám đốc học viện an ninh công an học viện chính trị công an nhân dân, nhưng mà cái thời điểm mà tại vì nó quy vô cái chuyện mà có cái YouTube mà nói là ổng nói về Trung Quốc á. Không, thực ra thì cái YouTube đấy, anh nói thật với em đấy, nó cũng là một sự nhấm nhảnh của nhà nước ra. Nhà nước không tuôn ra thì không ai có thể ra được. Thẳng nói thẳng thắn ở Việt Nam, cái gì nhà nước cho phép hoặc nhà nước nhấm ra thì người dân biết, còn cái gì mà nhà nước đã không cho thì các vị không bao giờ có cửa để biết. Bố tụi bay mà Cho nên xem được đó thì làm mà nói là ổng sau đó ổng nghỉ, thế tụi nó mới quy chụp nó lại nói là bị đuổi việc, bị đuổi về. ở Việt Anh có Nam thể anh có biết gì cái tuổi nghỉ hưu của người Việt không? người Việt thì anh nhớ À khi không, mà tưởng nghỉ hưu của lực lượng công an nhân dân không, nó lộn. thì anh nhớ không nhầm thì chắc là từ tuổi từ 55 đến 60 sao đấy, 55 là nữ, 60 là nam. Bảy chết rồi, giờ chết rồi, Cái này thì anh không 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 rõ lắm đâu, nhưng mà không biết gì nghe em nói nè. Công an nhân dân và ngoài cái việc cái tuổi tác ra còn tùy theo chức vụ nữa, rồi giống như cái cỡ mà giống như của em gọi là bà bác đi. Lúc thời điểm đó là bác 62 tuổi rồi, là lớn rồi. Đó thì năm 2017 là bác đã 62 tuổi rồi, có nghĩa là bác đã công tác quá 2 năm so với cái tuổi quy định rồi. Tại vì cái ở vị trí đó thì được đến 60. Nhưng mà nếu như còn vẫn còn sức khỏe công tác thì vẫn có thể xin ở lại công tác tiếp 2 năm. Hay là bao nhiêu ổng là giáo sư tiến sĩ thì ổng có thể xin lại công tác khoảng trong vòng khoảng 10 năm, không quá 10 năm.
đó. Nên là cái việc mà ông ở lại ông công tác tiếp thì đâu có vấn đề gì, mà ông không công tác nữa thì thôi, có mẹ đâu mà nói thằng kia lên nói như đúng rồi. Với lại thường nên phải nên nhớ một điều rằng tất cả các bài nói chuyện của những cái vị gọi là có chức vụ hoặc là làm bên tuyên giáo đến với lại bất cứ một cán bộ công nhân viên nào hoặc là tập thể nào ấy, tất cả đều đã được duyệt qua trước rồi. Cho nên cái việc đó nó nằm trong cái việc tung cái video clip đó nó nằm trong hoàn toàn trong cái khả năng của nhà nước Việt Nam chứ không phải là bị dò dỉ. Xin lỗi, ở Việt Nam ấy, nhà nước nó chẳng bao giờ dò dỉ ra bất cứ một thứ gì cho các vị biết được đâu nếu như người ta không quyết định dò ra cho các vị biết một tí. Đây là một trong những cái bài nó nằm ở trong cái diễn biến hòa bình đó anh biết không? Có nghĩa là đặt đặt quân đội, đặt đặt các lực lượng vũ trang ra khỏi cái chính trị á. Thì cái này thì chúng nó lại hoàn Nhưng mà toàn là cái giả, hôm có trước rất đó, đó là nhiều anh đã nói rồi, em nhớ anh đã nói rồi. ở Làm đấy, có sao mà rất có cái chuyện nhiều đó người được? cũng đã đặt ra cái điều đó rồi nhưng nhà nước hoặc là tất cả những người nghiên cứu người ta đã từng nói rồi, quân đội mà không có chính trị ấy, thì là quân đội mù, mà chính trị mà không có quân đội thì là chính trị què. Đấy, nó phải hai bên nó phải luôn luôn đi với nhau. Cho nên đừng có bao giờ mà suy nghĩ, kể cả ở Mỹ hay ở bất cứ nước nào đi thôi, nếu như quân đội mà tách rời ra thì thằng tổng thống chẳng có quyền gì mà sai được gọi là tổng tư lệnh của quân đội cả. Tổng thống ông làm bên chính trị ông biết quái gì về về quân sự đúng không? Công an nghỉ hưu theo quân hàm là chị Kiều Anh nói làm bậy rồi. Chị không hiểu gì lần thứ chị nói gì nói lung tung. Ai Hơn cái ai chuyện ai ai cái ai, chuyện ai nói chị là công an nghỉ hưu theo quân hàm. cái chuyện mà tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam ấy thì theo anh được biết thì là tuổi nữ là 55, tuổi nam thì 60, còn đối với tất Nè, cả các ngành chị thì không không. hiểu cái chỗ này nè, là nó có một cái quy định giống như là chẳng hạn như anh đeo cái hàm đến mức ở mức độ, ví dụ như anh đeo đại quý có nghĩa là anh ăn lương thiếu tá nhưng anh chỉ đeo đại quý thôi, là bởi vì anh không có bằng đại học thì anh không lên thiếu tá được đó. Thì cái đó thì anh chỉ được công tác đến 50 tuổi đó. Còn thí dụ như mà anh đeo trung tá, anh đi đến trung tá mà anh không có chức vụ để anh lên thượng tá thì anh sẽ về hưu ở mức tuổi 55. Mà nếu như anh muốn công tác nữa mà cảm thấy là cái tổ chức ngành cảm thấy là anh còn công tác được thì người ta đãi cho anh công tác thêm 2 năm nữa. Còn nếu mà lên đến thượng tá thì anh công tác được đến 58 tuổi. Chứ không Cái phải đấy như thì Kiều Anh, cái đấy chị trong Kiều Anh nói là nghỉ hưu tùy theo quân hàm là không có đúng. cái đấy ở trong ngành công an thì anh không rõ lắm, nhưng mà mình đang nói chuyện về vấn đề về về những người đi biểu tình. Hôm nay thì anh cũng vào diễn đàn của thằng Sĩ Đảng, Sĩ Sĩ Đăng ấy. Đăng, Sĩ Đăng, Sĩ Đăng. Sĩ Đăng thì bây giờ nó có cái thằng danh con Hòa Bình đấy, em biết thằng đấy gì, Không, cái thằng em không biết. con con mà trẻ tuổi đó, Thì sao anh? Nói gì? mà hôm anh dự anh Bình Dương có lên nói chuyện với nó, lên phản biện với nó trên diễn đàn của nó đây, thì Không, nó lôi quyển hiến pháp ra mà nó đọc quyển hiến pháp, đọc cái gì? Nó đọc điều mấy mà nó lôi ra? nó thấy nó đọc điều 25 là bao nhiêu trong Điều 25 là được phép đi biểu tình đó hả? Hội họp cái gì? Lập nhóm hội họp biểu tình rồi cái gì? đại khái là như này, là nó nói cái vấn đề như này để anh sẽ cho nó biết được trên thế giới này người ta đã phân định rất rõ ràng là anh biết đọc nó nằm ở một cấp, anh đọc xong anh hiểu nó lại nằm ở một cấp khác. Thì anh khẳng định một điều, cái thằng danh con Hòa Bình đấy lẫn Anh kể đọc cả xong cái anh thằng hiểu là một đẳng cấp khác, mà anh đọc xong anh hiểu để anh áp dụng lại là một cái chuyện khác nữa cái đấy nó lại nằm một cấp à, khác. chứ không còn thấy đâu đâu. còn với cái thằng Hòa Bình với lại ông Sĩ Đảng đấy nó chỉ nằm ở cái thành phần gọi là biết đọc biết viết chấm hết. Ông Sĩ Đăng này còn đỡ hơn chút. Đừng có mà xuyên tạc, anh nói này, nó nói là người dân có quyền quản lý, à, người dân là cái gì, người dân là nắm quyền quản lý đất nước thông qua quốc hội, đọc rõ ràng như thế rồi, được quyền giám sát, được quyền nọ kia, nhưng mà nó đã đọc rõ ràng là người dân có quyền thông qua quốc hội làm những cái việc đó, nhưng bây giờ chúng nó lúc nào cũng vỗ ngực tao là người dân thì tao có quyền làm cái này, tao có quyền làm cái kia, người dân có quyền tối cao trong quản lý Chẳng nhà hạn nước. như ở cái quyền 25, điều 25 nó có một cái đoạn là sau khi anh đọc cái đoạn đầu xong thì cái đoạn cuối nó có ghi là tất cả việc thực hiện phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thì bọn nó không bao giờ nó Không đọc đọc những đoạn câu đó. đó, nó không đọc đoạn đó, cái đoạn đó là đoạn quan trọng nên nó không đọc. Sau đó là nó lại còn cứ cái kiểu cắt ghép điều lọ, lối vào với điều kia. Cho nên phải hiểu một điều. Đấy, những cái thằng như chúng nó đấy, chúng mày nó coi là, ừ,
Tao công nhận mày cũng là một người dân. Nên nhớ là một người dân chứ không gọi là nhân dân nhé. Là một người dân trong số 95 triệu dân. Chúng tao cũng là một người dân trong số 95 triệu dân. Hiểu? Và trong cái số đó chúng ta đã bầu ra một người đại diện, đó nằm ở trong quốc hội rồi. Tức là gì? Quốc hội đã thay mày làm quyền, làm chủ nhà nước rồi. Có nghĩa là nắm quyền tối cao rồi. Quốc hội cũng thay mày cái quyền gọi giám sát nhà đảng, giám sát chính phủ rồi. Thì mày không còn cái trách nhiệm nữa. Nói đơn giản như này này. Giống như là bây giờ một số ca sĩ nó có người gọi là người đại diện, em hiểu không? Hoặc là những cái nhân vật gọi là cao cao nó có người đại diện ấy. Thì bao nhiêu yêu cầu về lương lậu, chế độ, chính sách thông qua người đại diện hết. Còn mày là chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là làm cái nghề của mày. Đơn giản vậy thôi. Thì phóng rộng ra người dân ở trong nước thế, làm hãy làm người dân. Còn tất cả những cái quyền lực của anh đã được đại đã được quốc hội đại diện cho anh làm tất cả mọi việc đó rồi, thông qua cái quyền của anh thông qua cái lá phiếu. Cho nên chúng nó cứ mở miệng ra là chúng nó là người dân, chúng nó là những người lãnh đạo chứ không phải là đảng phái hay là chính phủ nào cả. Những cái lý luận rất trẻ con và tào lao đấy mà chúng nó cũng nói trên diễn đàn được, chúng nó mụ mị người dân được. Nên nhớ là một người dân chứ không gọi là một người dân trong số nhân dân, chứ không nói tao là người dân, tao là người dân. Phải lên nhớ là mình chỉ là một người dân thôi. Còn cái từ người dân hay là gọi là công dân ấy, nó có rất nhiều, nó bao hàm toàn bộ đất nước. Và những người đó không có đủ quyền, đủ trách nhiệm để làm cái điều đó. Còn cái điều thứ hai thằng Sĩ Đảng nó nói, nó chỉ thực hiện cái quyền đó là nó có quyền kêu gọi người dân, nó kêu gọi người dân đi biểu tình thôi. Nó kêu gọi người dân đi biểu tình và ôn hòa. Còn trong lúc người ta đi biểu tình, người ta như thế nào là cảm xúc của người ta. Thì thằng Sĩ Đăng mày phải lên nhớ một điều như thế này này. Mày là thằng kêu gọi đúng không? Đến khi trong cái cuộc biểu tình đấy nó xảy ra bất cứ một vấn đề gì thì mày phải chịu trách nhiệm liên đới. Có thế okay. Mà nó cũng không hiểu. Nó lại bảo nó không có trách nhiệm gì cả. Nó chỉ biết, nó chỉ kêu gọi mọi người đi biểu tình ôn hòa. Nó đã dùng cái từ kêu gọi, mày đứng ra mày kêu gọi thì làm sao mà có chuyện mày không chịu trách nhiệm liên đới được. Tức là gì? Ví dụ mày là người đứng ra tổ chức, nhưng mà trong cái cuộc biểu tình đấy mày không nắm được hết, mà chẳng may nó xảy ra bất cứ chuyện gì thì mày phải chịu trách nhiệm liên đới. Đừng có cái kiểu xua người ta ra xong rồi chúng mày muốn làm gì làm, tao không chịu trách nhiệm. Hay quá anh Bình Dương, anh Lưu Ly ơi, có giờ có thằng Ba Que chắc Lê Nguyễn nó lên đây nó hỏi nè, trả lời tao là thằng nào giết anh kìa. Rồi an ninh có đúng cái không thằng gì Jack đó. Lee này, tao loại không mày không không, để mình trả lời cho nó, mình không có chửi gì hết đó, nó muốn nó hỏi mình trả lời thôi. Có nghĩa là bây giờ mày mày phải có một cái bằng chứng, mày chứng minh cho tao thấy là bằng anh bị an ninh cộng sản hay cái gì đó giết, mày đưa lên đây mày nói chứ mày đừng có nói chung chung, tao không thích nghe mấy chuyện chung chung của mày. Mày tao thì mày, tao đã biết mày là cái thằng bao que chó rồi, tao đâu quan tâm làm cái gì, đúng không? Mày muốn cái gì á mày đưa bằng chứng ra, đừng có nói chung chung vậy. Người dân công dân khác chỗ này. Tao nói với mày biết này, gọi là người dân, gọi là công dân, gọi là nhân dân, tức là bao hàm toàn bộ 95 triệu người. Còn nếu một khi mày nói ra tiếng nói cá nhân của mày, mày chỉ được nói là một người dân thôi, là một người công dân, là một người nhân dân, chứ không được. Mày không có quyền đại diện cho tao. Tao không bầu chúng mày. Hồi chiều có cái thằng kia đó lên nó nói bên diễn đàn của Hồng Lân á, cái thằng Đạt nó chửi thằng Đạt. Thằng Đạt nói sao mấy anh chửi em hoài vậy? Em biết nó nói sao không? Tại mày ngu quá nên tao mới chửi. Nói giờ tụi bay hỏi là Luli Luman đúng không? Tại mày ngu quá nó Sony Van thì tao phải chửi mày thôi chứ sao giờ? Mày ngu quá thì phải chửi mày. Cái chuyện thằng đấy là thằng danh con nó không nói gì, còn nói cho cái thằng nói cho Charlie này, gọi Charlie Nguyễn này. Bây giờ mày muốn hỏi cái vấn đề là thằng Hoàng Anh là do ai giết đấy, thì mày đi vào diễn đàn của bà Phan Hằng, đồng đội của mày đấy. Không thì mở lên nghe bài nói xem là